Rồi mọi người xem kỹ cái hình nha. Cái hình rồi số đo. Cái bạn này bạn bảo là bạn là thợ may ở miền Tây nhưng mà không biết tỉnh nào, cũng không biết tên gì. Thì có cái nick Zalo là Lê Kiều. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho cái bạn Lê Kiều này ở miền Tây cắt một cái đầm theo mẫu khách đã đặt. Thì khách người ta đưa cái đầm mẫu màu đỏ nè, các bạn nhìn đấy, nhìn cái đầm mẫu màu đỏ đó. Rồi kế bên là cái hình tôi phát thảo, có nghĩa là dựa vào cái mẫu màu đỏ này để làm ra, để may ra một cái đầm nó có một cái kiểu giống như cái mẫu phác thảo kế bên. Còn về số đo, bạn Lê Kiều này gửi cho tôi không có đầy đủ. Cho nên là một điều lưu ý là các bạn khi đo đồ cho khách phải đo đầy đủ các cái số đo thì mình mới làm ra một cái đồ đẹp được. Rồi ví dụ như bây giờ cái số đo nó thiếu những cái gì đó thì các bạn nhìn lên trên cái hình đó, thì những cái chỗ mà có dấu chấm hỏi đó thì các bạn cần phải bổ sung vô nhé. Bây giờ mình trước tiên là mình thiết kế cái đầm cơ bản trước, sau đó mình mới biến kiểu nhé. Đầu tiên là mình vẽ một cái đường thẳng này tượng trưng là vải gấp đôi. Rồi thước vuông góc nha, mình vẽ cái đường chân cổ nè. Những ai đã một lần xem video tôi rồi thì chắc quen mấy cái thao tác đầu tiên này rồi. Rồi mình có đường chân cổ nhé. Rồi chiều dài của cái đầm này á là 100 mình cho chùm vai 1 cm, thì mình trừ lấy số đo chiều dài mình trừ đi 2 thân trước nhé, lấy số đo chiều dài trừ đi 2. Đây đặt số 2 vô ngay đường chân cổ luôn, khỏi làm phép tính trừ gì hết. Các bạn nhớ không, ví dụ như giờ chiều dài đầm này trừ 2 thì mình đặt cái số 2 này vô ngang cái đường chân cổ luôn. Rồi ở dưới này là mình lấy dấu là 100. Mình lấy dấu là 100 nè. Rồi khỏi phải trừ, cộng trừ nhân chia gì hết. Rồi. Rồi đường xuôi vai. Thì cái số đo này là cũng 3 vòng của người này cũng tương đối lớn á, mà ngang vai thì chỉ có 35 thôi. Tôi đang thắc mắc cái vai này không biết sao. Thì cứ làm theo số đo của cái bạn Lê Kiều này đưa thôi. Thì hạ vai là bằng 1/10 vai. Vai mình 35, mình hạ vai 1/10 là 3.5. Nhá. Rồi hạ ngực. Hạ ngực thì mình tính theo dòng nách. Nách của người này là đến 40, là không biết là đo có chính xác hay không. Thì mình cứ thiết kế trung thành theo cái số đo của cái bạn này thôi. Vòng nách là 40, hạ ngực, đường ngang ngực, hạ ngực là 1/2 vòng nách trừ 2 nhé. 40, 20, 18.
Hạ ngực là bằng 1 phần 2 vòng nách trừ 2. Nhớ công thức. Rồi hạ eo. Bạn này cũng không có đo hạ eo gì hết. Thì bây giờ tính theo công thức thôi. Tính theo công thức. Nhưng mà không biết là cái vóc người này cao 1 mét mấy. Thì bây giờ mình tính theo cơ bản là từ 13 cho đến 16. Thì bây giờ mình lấy trung bình đi. Lấy trung bình là 14 hoặc 15 đi. Hạ eo. Hạ eo 15 đi. Rồi hạ mông thì bạn này cũng không có đo số đo hạ mông, thì cũng tính theo công thức luôn nha. Thì tùy theo cái vóc dáng của từng người, mông người ta nảy nó vung lên hay là mông người ta sệ xuống, thì mình phải đo mông mình mới biết là mông sệ hay là mông bình thường hay là mông nảy, thì mình cắt nó mới đẹp. Thì bây giờ tính hạ mông là 22 nhé. Từ đường ngang eo đo xuống 22 là mình có đường ngang mông nha. Rồi rồi bây giờ mình tính tới cổ nè. Vào cổ là theo công thức cơ bản là 1 phần 5 nhé. Mình phải thiết kế cơ bản trước, tất cả các mẫu đều phải tính cơ bản. Vào cổ là 1 phần 5 cổ nè. Rồi ngang vai là 1 phần 2 vai. Vai là 35. 1 phần 2 vai là 17 năm. Đó, mình có đường ngang vai. Được chưa? Chủ yếu mình tính cái vào cổ cơ bản này nè, là để mình vẽ được cái đường vai, sau đó mới điều chỉnh cái vòng cổ là may cổ gì. Rồi ngang ngực. Ngang ngực là bằng 1 phần 4 ngực. 1 phần 4 ngực cộng 3 nếu mà vải không giãn nhé. Còn với cái vải thun á, với cái vải thun á thì cộng 1 thôi. Bây giờ tôi thấy cái đầm mẫu này của bạn bạn Lê Kiều này đưa là chất liệu là thun. Bây giờ tính theo, bây giờ cái đầm này mình thiết kế theo cái kiểu là trên vải thun nha, thì ngực là 91. Mình làm tròn 92 đi, làm tròn lên nha, đừng làm tròn xuống. Tại vì làm tròn lên nếu nó có rộng thì mình bóp lại được, chứ còn làm tròn xuống mà nó thiếu á, mình nới ra nó hơi vất vả. Làm tròn lên là ngực 90, ngực này 94, làm tròn là 92, 1 phần 4 ngực. 46, 23, cộng với 1 phân cử động là 24. Nhắc lại là cộng cử động kiểu này là theo cái vải thun nha. Rồi. Rồi ngang eo. Eo là 83. 83 mình làm tròn lên 84 đi. Là 42, 21. 21. 21 cộng với 2 phân ben là 23, cộng thêm 5 ly cử động thôi. Là trên cái chất liệu thun nha. Rồi mông này là 100 nè. Ngang mông thì mình tính là 1 phần 4 mông cộng 1 rưỡi đi. Tại vì cái đầm này là cái đuôi nó cái chân váy là nó xè. 100, 50, 25, 25, 26, 5. Rồi mình có các cái điểm rồi mình nối lại với nhau nè, là nó thành đường sườn. Rồi lưu ý cái chỗ chân váy nha. Nếu mà người ta muốn cái dáng chữ A đó, thì mình kéo dài cái đường này nè. Mình kéo dài cái đường này đi xuống luôn, là tự nhiên nó thành chữ A thôi. Mình kéo cái lúc mà mình nối từ cái đường ngang eo này xuống cái đường ngang mông nè, thì mình giữ cái thước trên cái đường thẳng đó, mình kéo dài ra đến khi nào nó gặp cái đường ngang lai thì thôi, thì tự động là nó sẽ thành một cái dáng chữ A, các bạn không cần phải làm gì hết. Còn nếu mà người ta muốn cái tùng ở dưới mà nó xè hơn nữa đó, thì mình cho nó bung ra thêm. Đó. Bung ra thêm
Bung ra là bung ra từ ở trên eo nhé, chứ không phải bung ra từ mông. Đó, sau đó mình mới gọt tỉa lại làm sao đảm bảo người ta mặc cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình cho nó sa vạt nhé. Mình có đường cái điểm ngang 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 lai rồi nè. Vẽ đường sa vạt khoảng phân rưỡi cho đến 2 phân. Thân trước luôn luôn vẽ đường sa vạt, ngoại trừ là mấy cái vải ren nó có chân bông rồi đó thì mình không có làm sa vạt được thôi, chứ còn tất cả thì các bạn phải làm sa vạt, nhất là những người có bụng, cái bụng người ta nảy như thế nào á thì mình làm sa vạt nó nhiều hay ít là tùy theo cái bụng người ta nữa. Còn bình thường thì cứ 1 phân rưỡi 2 phân vậy. Rồi bây giờ vào nách nè, vào nách thì bằng 1/2 vai trừ 3, vai này là 35, 1/2 vai là 17 năm trừ 3 là 14 năm. Rồi mình nối từ cái điểm vai xuống cái điểm này, rồi chia đôi ra 18, 9, chia đôi ra 12, 6, lại chia đôi ra 7, 3 rưỡi. Đây là các cách vẽ vòng nách thủ công nha. Rồi bây giờ đến mình vẽ cái bên eo nha. Vẽ cái bên eo thì bạn Lê Kiều này không có đo cách ngực của khách nè. Ngực này 90 thì mình cứ tính hòm hòm thì cách ngực 16. Rồi bây giờ tôi nói lại nha, lý do là nãy giờ cái máy quay nó bị trục trặc cho nên bây giờ tôi nói lại. Bây giờ mình vẽ cái bên nè. Mình tính cái bên sao? Là đo từ cái đường sống lưng, từ cái đường gấp đôi này nè. Vào là 1/2 cách ngực. Nhưng mà cái bạn Lê Kiều này không có đo cách ngực của khách nè. Mai mốt đo đồ phải chú ý. Thì mình tính 1/2 cách ngực, ngực này là 91. Thì mình cho nó là cách ngực 16 đi nhé. Thì là mình đo xuống 8, đo vào 8, 1/2 cách ngực là 8. Được chưa? Rồi, từ cái đường ngang ngực này mình đo xuống 3 phân hoặc 3 phân rưỡi. Tùy theo cái lưng người ta, cái dáng người người ta cao hay thấp. Rồi, từ đường ngang eo này đo xuống 16 phân thì là cái đuôi bên eo. Bên này mình cho một phân đôi á là 2 phân eo á đó. Đó thì mình vẽ nè, mình vẽ cái đường bên này luôn. Cái đầm này bạn Lê Kiều nói là khách họ yêu cầu á, đằng trước có 3 cái ly khe để giấu bụng. Rồi rã cái đai eo ra. Thì theo cơ bản á thì là cái đường ngang eo này thì chính là cái đường rã đai eo bình thường. Thì từ mình có một đường rồi, mình đo xuống tùy theo cái đai eo nó là mấy phân thì mình đo xuống từ cái đường ngang eo xuống mấy phân rồi mình rã 2 cái đường này ra. Nhưng mà do cái người này bụng to nè, cho nên mình điều chỉnh cái bên eo nó thấp hơn so với cơ bản là 1 phân rưỡi. Thì bây giờ từ cái đường ngang eo này mình đo xuống 1 phân rưỡi là mình có cái đường rã eo đầu tiên nha. Rồi mình đo từ cái đường mới vẽ mình đo xuống, tiếp theo mình muốn cái bảng eo của nó, cái chiều rộng cái bảng eo của nó
cái bảng dial á rộng bao nhiêu thì mình đo xuống bấy nhiêu rồi mình rã ra thôi. Ví dụ như bây giờ cái dial này tôi cho nó rộng ra cái bảng dial này cho nó là 4 phân rưỡi đi, thì mình vẽ đường thứ hai nè 4 phân rưỡi, thấy chưa? Thì đây là mình có cái đường rã dial nè. Rồi bây giờ cái ly khe thì sao? Cái ly khe thứ nhất là nó đã nằm ở trên cái đường gấp đôi này, một ly ở giữa rồi, hai ly hai bên, thì đây nó sẽ trùng với cái đường bend, nó trùng với cái đường bend mà mình vẽ lúc nãy đó, là mình được 3 ly đó. Còn cái cổ á, cái cổ là tôi nói lại nè, đầu tiên là mình phải vẽ theo công thức cơ bản là vào cổ là 1 phần 5 cổ đó, vào cổ là 1 phần 5 cổ rồi. Sau đó là cái rộng cổ, cái người này, cái người khách của bạn Lê Kiều này là yêu cầu là cổ thuyền, nhưng mà bạn cũng không có cho tôi cái số đo rộng cổ là bao nhiêu nữa. Thì bây giờ giả sử cái cổ thuyền này tôi cho nó rộng 24 đi, thì mình đo vào 1 phần 2 cổ là 12, 1 phần 2 rộng cổ. Rồi hạ cổ tính làm sao? Hạ cổ thì mình cũng làm dấu nè, hạ cổ là 1 phần 5 cổ nè. Do bạn Lê Kiều không có cho cái số đo cổ cho nên tôi quy định cái cổ này là 35 đi. Thì 1 phần 5 cổ là 7 nè. Thì đây chỉ là một cái mốc để mình biết thôi. Cái mốc mà hạ 1 phần 5 cổ này xuống là nó rơi ngay cái điểm lõm ở trên cái cổ của thân người á. Nhớ điều đó. Xong rồi, thông thường cái cổ thuyền thì người ta mặc nó cạn thôi, không có hạ cổ sâu. Nó hạ cổ sâu thì thành cổ tròn mất rồi. Thì từ cái điểm hạ cổ căn bản này 1 phần 5 này nè, mình đo xuống khoảng 3 phân hay 4 phân hay 5 phân gì đó tùy. Đó. Rồi mình mới vẽ cong cái đường cổ. Đó, cái cổ này muốn đẹp hay không đẹp thì tùy theo trí tưởng tượng và cái sự trải nghiệm lâu dài của mọi người. Đó, mình vẽ xong rồi mình thiết kế trên giấy á, mình cắt ra xong rồi mình trải ra thì mình sẽ biết được cái khuyết điểm mình vẽ cái cổ nó đẹp hay nó xấu chỗ nào. Cái đó do mình làm nhiều thôi nhé. Còn cơ bản thì chỉ có vậy. Rồi tiếp tục nè. Thì bây giờ là trên cái thân trước này là nó chỉ có 3 ly khe ở đằng trước, rồi rã cái đai eo cho cái người bụng to. Thì bạn Lê Kiều mà muốn khách mình có thêm cái bên ngực thì thông thường á, cái đầm thì nó có bên ngực thì ta mặc nó sẽ ôm ngực hơn, nó đẹp hơn, nó không có bị chằng níu lùng nhùng ở cái phía nách. Thì bây giờ mình đã vẽ xong hết rồi, bây giờ mình điều chỉnh cái bên ngực làm sao, mình điều chỉnh cái bên ngực làm sao đây, mình muốn tạo cái bên ngực làm sao đây. Đầu tiên á là bạn phải vẽ một cái đường eo mới nhé, hay là học cái bên ngực sau đi, tại vì cái này nó vẽ nhiều đường quá rồi, tôi hướng dẫn trên này rồi bạn lại lùng nhùng nữa. Bạn muốn biết cái cách tạo bên ngực á thì bạn xem những cái video cũ, xem những cái video cũ của tôi nhé. Rồi bây giờ mình vẽ đường may thôi, chừa đường may vai 1 phân nè, rồi chừa đường may sườn 2 phân nhé. Rồi còn cái line này á, cái phần line này á là mình muốn may bao nhiêu thì mình chừa bấy nhiêu, chừa line bấy nhiêu. Cái này line này tôi chừa 2,5 đi, mình chừa line 2,5. Xong rồi cắt, cắt ra. Thank you.
Rồi bây giờ mình cắt xong nha, cắt xong cái thằng trước. Thì bây giờ mình sẽ rã ra nè. Đầu tiên là mình rã cái thân trên ra nha. Rồi mình ghi chú vô nha. Ghi chú vô là ở đây là cộng 1 nè. Cộng 1 nè. Để làm chi? Để mình nhớ là lát nữa đặt lên vải đó, là mình chừa đường may một phân ở đây. Xong rồi cái này đánh dấu như thế này thì gọi là gấp đôi nhá. Mình nhìn như thế này gấp là gấp đôi cái cạnh này nè. Rồi tiếp tục cái đoạn còn lại mình rã cái đai eo ra nè. Mình rã cái đai eo ra thì phải đánh dấu nha. Đánh dấu là ví dụ như ở đây là sườn nè. Đó. Ở đây là gấp đôi nè. Rồi mình ký hiệu mũi tên chỉ lên nè, là mình biết cái đầu mũi tên á là ráp với cái thân trên, cái đuôi mũi tên là ráp với cái thân dưới. Xong rồi ký hiệu vô là cộng 1 nè, cộng 1 nè, để lát nữa mình chừa đường may, mình chừa đường ngoay hai bên đó. Mọi người chú ý nhé. Đó, bên đây gấp đôi nè, cộng một đường may, đánh dấu là sườn nè. Đó, mũi tên chỉ lên nè, là biết là cạnh này là ráp với thân trên, cạnh này là ráp với thân dưới. Đó, mọi người chú ý là đây là cái đai eo. Rồi bây giờ đến cái phần ly khe, đến cái phần ly khe thì mình làm sao đây? Đến cái phần ly khe thì mình làm sao? Thì mình nối dài cái này ra nhé, được chưa? Xong rồi mình gấp đôi một cái tờ giấy khác. Mình gấp đôi một cái tờ giấy khác nha. Thì bây giờ cái ly khe ở chính giữa đó, bình thường nha, thì mình cho nó tầm khoảng 5 đến 6 phân là đẹp rồi. Đó. Là cái này 5 phân nè, cái thước này 5 phân nè. Đó, mình vẽ một đường. Rồi mình chừa đường may luôn nha. Chừa đường may luôn nè. Đó. Rồi mình mới lấy cái rập cũ, mình đặt nó lên. Đây là đường gấp đôi ban đầu nè. Đây là đường gấp đôi của cái rập mới nè. Nè. Mọi người thấy không? Đừng chú ý ở dưới này nha, dưới này là cái giấy nó bị thiếu, cho nên là mình chú ý ở cái phần trên này thôi. Tôi giả sử thôi nha, cắt cái này ra cho nó gọn. Tuy nhiên là lúc các bạn làm á, là phải sử dụng tờ giấy cho nó bằng với cái rập của mình luôn nha. Còn cái này là tôi chỉ hướng dẫn cái cách mình tạo cái ly thôi. Thì bây giờ mình đo vào nè, mình cho cái ly này nè. Ly khe này 5 phân nè. Đó. Là 5 phân đôi ấy. Rồi mình đặt cái rạp vô nè. Thấy chưa? Thì cái ly này nè, cái ly này là mình thiết kế làm sao cho nó, lát nữa mình may vô á, là cho nó khớp với, cho nó khớp nó ngay cái vị trí của cái bên eo của cái thân trên. Mọi người nghe kịp chưa? Đây là cái đai eo ở giữa nè. Đó. Thì mình cái đường này là mình đã vẽ là nó chính xác so với cái thân trên nè.
Đó, mọi người phải chú ý là cái ly khe mình muốn nó ngay cái thân trên đó. Thì bây giờ mình sẽ sang dấu. Sang dấu nha. Được chưa? Thì đây chính là cái ly khe thành phẩm mà lúc mình may. Còn bây giờ là nhiệm vụ của mình là gì? Phải chừa ly. Thì các bạn nè, đo từ cái đường làm dấu này qua nhé, 5 5 phân nè, xong rồi lại đo 5 phân nè, thấy chưa? Mình vẽ ba đường, thấy chưa? Là cái ly thứ hai đó, xong rồi mình mới đặt cái đường mà mình mới sang dấu nó đặt lên cái đường thứ ba. Đặt lên cái đường thứ ba, đặt trùng lên cái đường thứ ba nhé, trừ đường may nè. Đó, đặt lên cái đường thứ ba rồi mình cắt, cắt theo cái này nhé. Nếu mà thấy khi mà mình xếp ly, xếp ba cái ly khe này ra thì bây giờ mình thấy nè, cái tùng váy của nó rộng ra rất nhiều. Thì bây giờ mình muốn cho nó gọn lại á, muốn cho nó gọn lại á, thì cái này á, cái phần bên này mình đừng có bung ra chữ A nữa mà mình điều chỉnh lại. Bởi vì khi sau khi mình thêm hai cái ly khe này vô thì cái chiều dài, cái chiều rộng của váy nó tăng ra nè, thấy chưa? Ban đầu á là nó chỉ có từ đây đến đây, nhưng mà bây giờ thêm hai cái ly khe thì cái chiều rộng của cái chân váy nó ra từng này. Đó, thì chú ý bây giờ mình không có tạo chữ A cái đoạn này nữa mà mình cho nó thẳng xuống luôn, được không? Thì mình đo cái đường ngang mông nè, ngang mông này là bao nhiêu, bao gồm cả đường may luôn là 28 năm nè, thì mình đo ở dưới là 28 năm, được chưa? Bao nhiêu ta, 28 năm, 28 năm đúng rồi. Đó, thì mình sẽ giảm cái độ xòe của cái chân váy. Bởi vì những cái người mập á, người ta sẽ nhìn sợ, nhìn vô nó rất là mập. Thì đó, mình giảm cái độ xòe ra thì tự nhiên cái chân váy nó sẽ gọn trở lại. Đó. Cốt lõi của vấn đề là khi mình thêm hai cái ly khe ở trên này thì đồng nghĩa với cái chân váy nó sẽ rộng ra rất là nhiều. Nè, ví dụ như bây giờ mỗi một cái ly như vậy là 10 phân nè. Thì mình cho ba cái ly khe có phải là nó thêm 30 phân không? Đó, thì cái chân váy nó rộng ra 30 phân đó. Thì mọi người chú ý nhé. Rồi nhắc lại bạn Lê Kiều nhé, cái giấy này là do tôi thiếu giấy, tôi không có dán thêm. Thì khi mà bạn cắt á là phải cho giấy nó phủ ra nè, tạo hai cái đường ly trên này rồi mình cắt theo cái đường sườn này nè, xuống line nè, cắt qua luôn, hiểu không? Đó, mình cắt qua luôn. Rồi bây giờ tạo ly như thế nào? Bây giờ giả sử nhé, giả sử nè, bây giờ mình vẽ cái đường này, lát nữa là mình sang dấu trên vải luôn, mình sang dấu trên vải luôn. Ở đây nè, mình bấm nè, bấm nè, bấm nè, bấm nè nhá. Cái này là cái dây giữa đúng không? Thì đây chính là cái đường may của mình nè. Giờ giả sử thay vì may á, thì trên giấy mình gấp lại, được chưa? Xong rồi mình chia cái này ra, mình tẻ đôi cái này ra là nó thành cái ly khe vậy thôi. Để dán băng keo lại cái.
Giả sử là cái đường này nè, mình may vô rồi nè. Đó. Nhớ là may mặt trái chứ không phải may mặt phải nha. Nếu là ly khe nha. Nếu là ly khe thì mình sẽ may mặt trái. Xong rồi mình ủi nó rẽ ra nè. Hiểu chưa? Mọi người nhìn nha. Đây là cái ly ban đầu, mình may đường may ở đây đúng không? Thì cái phần này nè, mình tẻ nó ra, banh nó ra như thế này. Đó, banh nó ra như thế này. Thì tự nhiên là ở ngoài này nó sẽ có một cái khe. Đấy, mọi người thấy chưa? Đây cái ly khe nè. Đó. Còn nếu mà trường hợp mà muốn ly nổi á, muốn ly nổi nha, giả vờ đây là mặt phải, đây là mặt phải vải. Ly khe là mình may mặt trái. Còn nếu mà ly nổi ở trên thì mình may mặt phải. Đó, may mặt phải xong rồi mình tẻ nó ra nè, thì thành một cái ly nổi. Đây cái ly nổi. Đó, nó có hai công dụng, ngược và xuôi như vậy. Được chưa? Rồi bên này cũng vậy. Bên này nè, mình gấp cái đường giữa này lại nè. Mình bóp hai cái dấu này trùng lại nè, mình may theo cái đường này. Mình sang phấn bên này hay bên này cũng được, nhưng mà nhớ là may mặt trái nhé. Sang dấu trên mặt trái. Đó. Mình may xong rồi mình cũng tẻ ra. Đó. Mình tẻ cái này ra mình ủi nè. Đó thì nó sẽ thành một cái ly khe. Mọi người hiểu không? Rồi, như vậy là xong cái phần thân trước nha.